Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc thân mến. Hôm nay ngày 10 tháng 3 năm 2018, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh lại được đón đoàn khách, này là đoàn khách thứ tư và cũng là sản phẩm thứ 6 của âm thanh Đức Hạnh lên đường. Ngày 10 tháng 3, hôm nay là anh Bính đúng không ạ? Anh Bính đến từ Hải Phòng, sắm cho mình cặp loa Pewler 180 trơn. Cặp loa Pewler 180 trơn. Hàng vừa về hôm trước, âm thanh Đức Hạnh đã thông báo với quý vị và các bạn trên mọi miền rồi. Và một chiếc âm ly 707 LS Cha, hàng cũng vừa về, cũng vừa được bóc ra. Và anh Bính cũng là người sở hữu chiếc âm ly này. Đức Hạnh thông báo với quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc được biết, cặp loa Pewler S180 trơn và chiếc âm ly 7070 đã có chủ theo anh Bính về thành phố Hải Phòng. Sản phẩm đã được anh thẩm âm một hồi và đến giờ chung kết, sản phẩm của anh chuẩn bị đóng gói về Hải Phòng. Hàng vừa về thì cũng đã có chủ ngay. Hôm nay là toàn khách hàng đến gặp được những sản phẩm vừa về tại cửa hàng thì cũng đã có chủ. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin thông báo với quý vị một clip ngắn để quý vị được biết chiếc âm ly 7070 và cặp loa 180 trơn đã có chủ. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.